Núi lửa Indonesia phun trào như tận thế, cảnh báo sóng thần. Đây là cảnh núi lửa Ruang, nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi, miền trung Indonesia, thức giấc phun trào kinh hoàng như ngày tận thế, cột khói bụi cao đến hơn 2 km. Các chuyến bay bị gián đoạn, hơn 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Lần đầu tiên ngọn núi Ruang phun trào là vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 16 tháng 4 tính theo giờ Indonesia. Và từ ngày 16 tháng 4 đó đến ngày 18 tháng 4, núi lửa Ruang tiếp tục phun trào thêm 4 đợt nữa. Ngày 14 tháng 4, giới chức Indonesia đã nâng cảnh cáo nguy hiểm lên cấp 4. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo sau vụ phun trào của núi lửa Ruang. Khu vực cấm hoạt động xung quanh núi lửa Ruang cũng được mở rộng từ bán kính 4 km lên 6 km. Ông Abdul Muhari, một quan chức thuộc Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia cho biết, ít nhất 11.600 cư dân nằm trong khu vực nguy hiểm do núi lửa phun trào phải được sơ tán đến nơi an toàn. Đoạn video từ hiện trường cho thấy thời tiết xung quanh núi lửa Ruang đã trở nên cực đoan do vụ phun trào. Dung nham từ núi lửa chảy xuống biển, bốc khói mù mịt. Giới chức Indonesia cũng lo ngại một phần của núi lửa Ruang có thể bị sụt xuống biển sau vụ phun trào và gây ra sóng thần trong khi nhiều người chưa kịp sơ tán. Vì trong quá khứ, năm 1871, núi lửa Ruang đã từng sụt một phần xuống biển sau vụ phun trào lớn, gây ra sóng thần khiến nhiều người thiệt mạng. Năm 2018, một phần của núi lửa Anak Krakatoa nằm giữa đảo Java và Sumatra ở Indonesia cũng sụp xuống biển sau khi phun trào và gây ra sóng thần. Vụ việc khiến hơn 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Ông Chandrai Baendon, quan chức thuộc cơ quan tìm kiếm cứu nạn ở tỉnh Bắc Sulawesi cho biết, nhiều người đã tự sơ tán nhưng không biết phải đi về hướng nào khi núi lửa phun trào đột ngột và tro bụi bao phủ. 20 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến để giúp cư dân dọc bờ biển gần nơi núi lửa phun trào bằng xuồng cao su. Tuy nhiên, hiện tại cần có nhiều thuyền và thiết bị hơn nữa để các nhân viên tăng cường nỗ lực sơ tán. Cơ quan quản lý hàng không Indonesia cũng đã thông báo đóng cửa sân bay quốc tế Samratulangi ở thành phố Manado gần nơi núi lửa Ruang hoạt động do tro bụi từ núi lửa có thể gây nguy hiểm cho an toàn bay. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Kota Kinabalu ở Malaysia cách núi lửa Ruang 1.100 km cũng bị gián đoạn. Cách đây 2 năm, ngày 4 tháng 12 năm 2022, giới chức Indonesia đã nâng cảnh báo về hoạt động của núi lửa Semeru trên đảo Java lên mức cao nhất. Sau khi ngọn núi lửa này phun cột tro bụi cao khoảng 15 km lên không trung, gần 100 người sống gần khu vực này ở tỉnh Đông Java đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Tháng 11 năm 2022, một vụ phun trào ở phần phía đông của đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 640 km về phía đông, xảy ra sau một loạt trận động đất ở phía tây của hòn đảo đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Indonesia tọa lạc trên một quần đảo rộng lớn, thường xuyên hứng chịu động đất, núi lửa phun trào và sóng thần do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực giao thoa của các mảng kiến tạo trên vỏ trái đất. Năm 2004, trận động đất và sóng thần tại Indonesia được coi là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử, khi cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người Indonesia.